Một vụ tin và sống. Xin kính chào quý vị. Xin mời quý vị cùng nghe câu chuyện đức tin với tựa đề Đỉnh cao của tình yêu. Một ngày nọ, người đàn ông giàu có Daniel đang đi dạo thì vô tình nhìn thấy một cậu bé đang quỳ bên lề đường, trên tay cầm một cọng cỏ đang đung đưa xuống mặt đất. Daniel thấy thật kỳ lạ, liền cúi người xuống xoa đầu cậu bé rồi hỏi: "Cậu bé, cháu đang làm gì thế?" Cậu bé không ngẩng đầu lên mà trả lời: "Cháu đang dẫn đường cho con kiến." Lúc này Daniel mới nhìn kỹ và thấy rằng thì ra cậu bé dùng cọng cỏ để khiến con kiến bị lạc đàn, từ từ quay trở về với đàn kiến. Dưới sự nỗ lực của cậu bé, con kiến bị lạc cuối cùng cũng được cậu bé dẫn đường trở về đàn của mình. Daniel rất ngưỡng mộ đối với hành động đầy thiện lương của cậu bé. Daniel nói: "Cảm ơn cháu, con kiến bị lạc đàn đã tìm được đồng loại, cũng tìm được cơ hội để sống tiếp." Nhìn thấy nụ cười trong sáng của cậu bé, trong lòng Daniel giống như có những cơn gió nhẹ thổi qua. Sau khi rời khỏi cậu bé, trên suốt đoạn đường đi, Daniel không ngừng tự nói với bản thân: "Dẫn đường cho một chú kiến thực sự rất sáng tạo và ngộ nghĩnh." Daniel là một ông chủ lớn tại một chuỗi các siêu thị lớn tại Texas, nước Mỹ. Ông là người lương thiện, hào phóng, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, hành thiện, đứng trên một phương diện ý nghĩa mà nói. Cũng là cái đạo lý này: cho cá không bằng cho một chiếc cần câu. Một ngày, Daniel vừa ra khỏi cửa công ty, đột nhiên bị một người phụ nữ chặn mất đường đi. Người phụ nữ tay dắt theo một cô bé khoảng 6-7 tuổi khóc lóc nói: "Thưa ông Daniel, mẹ con chúng tôi thật đáng thương. Chồng của tôi đã mắc bệnh nặng và qua đời. Tôi cũng thất nghiệp rồi. Hai mẹ con tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn." Nói xong, người phụ nữ rút từ trong túi ra một số thứ liên quan để chứng minh, mong Daniel có thể giúp đỡ mẹ con họ. Daniel sau khi nghe xong, trong lòng tràn đầy sự đồng cảm. Nếu như trước đây sự việc này phát sinh, ông lập tức hốt tiền giúp đỡ cho mẹ con họ, thế nhưng hôm nay ông lại không làm như vậy, mà thân mật hỏi người phụ nữ trước đây làm công việc gì. Người phụ nữ nước mắt đầy mặt trả lời: "Tôi trước đây làm nhân viên tài chính." Daniel nghe xong mắt rực sáng, ông nói với người phụ nữ: "Vậy tôi lập tức nói với nhân viên quản lý nhân sự tiến hành một cuộc kiểm tra đối với cô. Nếu như không có vấn đề gì thì cô có thể đến siêu thị này để làm nhân viên tài chính, đồng thời sẽ ứng cho cô trước 3 tháng tiền lương." Người phụ nữ nghe xong, gương mặt lộ vẻ vui mừng, liên tục nói lời cảm ơn với ông. Một năm sau đó, người phụ nữ có tên Susan giữ chức vụ chủ quản tài chính của siêu thị đó. Với năng lực nghiệp vụ và sự sáng tạo mới mẻ, cô đã được ông chủ Daniel công nhận và coi trọng. Một ngày kia, Daniel nhận được bức thư của một người thanh niên có tên là Jacob. Trong thư viết: "Anh mới thi đỗ vào trường đại học danh tiếng Massachusetts, nhưng do cha mẹ mất sớm, cuộc sống vô cùng khó khăn. Còn tiền để đóng nhập học đến nay vẫn chưa nộp. Vì thế, hy vọng ngài Daniel có thể giúp đỡ anh một chút." Daniel xem xong đã viết thư trả lời cậu thanh niên. Trong thư viết: "Sau khi cậu vào học đại học, có thể đến công ty của tôi, chính là một trong những siêu thị ở ngay phía ngoài trường học, để làm thêm. Tôi sẽ ứng trước cho cậu 1 năm tiền lương. Tôi sẽ nói hết tình hình của cậu cho siêu thị ở đó biết. Đến lúc đó, cậu chỉ cần làm những thủ tục liên quan là được." Vài năm sau, Jacob đã là một ông chủ của một công ty phát triển phần mềm, tham gia buổi lễ hoạt động từ thiện tại Texas. Daniel đã nói với các vị khách một câu nói như thế này. Ông nói: "Mục đích căn bản của yêu là cho người được yêu
tìm thấy được một viễn cảnh tươi đẹp, một con đường sáng lạn, còn cho họ tư cách làm chủ một loại quy phẩm đạo đức, càng là yếu tố thăng hoa cho một nhân cách. Những câu nói của Daniel đã để lại trong lòng mọi người những gợn sóng nhỏ tràn đầy ấm áp và cảm động. Đức Chúa Trời là tình yêu, và tình yêu của Ngài đã được thể hiện. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai Con một ngày đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Giăng nhất chương 4 câu 9. Mục đích căn bản tình yêu của Đức Chúa Trời cho con người không phải chỉ để chúng ta có được một viễn cảnh tươi đẹp, mà còn để chúng ta có sự sống đời đời. Thánh Kinh cho biết, vì Đức Chúa Trời thương yêu nhân loại, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, để tất cả những người tin Ngài đều không bị chết mất, nhưng được sự sống vĩnh cửu. Giăng chương 3 câu 16. Chúa yêu thương bạn.